Trần Nhật Phong mến chào tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình tin cập nhật buổi tối và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ sáu ngày 4 tây tháng 12 năm 2020. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ chúng ta vẫn đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau bản tin đầu tiên là tin từ ngũ giác đài ngũ giác đài đã cho lắp đặt thêm hai đồng minh của tổng thống trump vào trong cái ban cố vấn của ngũ giác đài Ngũ giác đài đã bổ nhiệm ít nhất là hai đồng minh của Tổng thống Donald Trump là Corey Lewandowski và David Borsky vào cái chức gọi là cố vấn nằm trong cái ban cố vấn của ngũ giác đài và mà hai nhân vật này được xem là hai nhân vật rất thân cận với Tổng thống Trump. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng là Christopher Miller người đã được Tổng thống Trump bổ nhiệm tạm thời vào ngày 9 tây tháng 11 sau khi mà ông đã cho sa thải ông Mark Expert đã viết trong một cái statement vào ngày thứ sáu hôm nay là chín thành viên nằm trong cái hội đồng cố vấn của à, Bộ Quốc phòng sẽ được thay thế và sẽ có thêm 11 thành viên mới. Lewandowski và Bozy được xem là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ cho Tổng thống Trump và chín người còn lại được bổ nhiệm gồm có Henry Dufour, Robert McMahon, À, Cory Mills, Bill Brunner Christopher Shark, Joseph Smith, Kerry à, Miller, Alan Ware và Earth Marshall. Tất cả những cá nhân này đều có những cái uh, chứng minh về cái uh, chuyên môn của họ và có thể là uh, làm tốt công việc của họ, cố vấn cho tất cả các cái lĩnh vực của ngũ giác đài. Ông Miller đã viết như trên. Ông đồng thời cũng cho biết là năm cá nhân khác, đã chín cá nhân khác đã bị uh, uh, rời khỏi cái tòa uh, cái. Uh, hội đồng này và và phục vụ trong một cái vị trí mà họ ông gọi là đã hết nhiệm kỳ và trong đó thì ông đã không cho biết rằng là những nhân vật này gồm những tên gì tuy nhiên thì trong cái vai trò mới thì các cố vấn này sẽ đóng góp tích cực những cái quan điểm và ý kiến chuyên môn của họ cho từng lĩnh vực mà ngũ giới này cần thiết trong đó thì đặc biệt là cái vai trò này vốn đã được thành lập từ năm 2002 sau khi mà hoa kỳ bị khủng bố trong đó là giúp cho ngũ giác đài có thể hiểu thêm về văn hóa và cách ứng xử ở nhiều quốc gia trên thế giới sau vụ khủng bố 911. Đây là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, mặc dù có lệnh gọi là phong tỏa của ông thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California, tuy nhiên, nhiều sở cảnh sát của một số những quận hạt đã cho biết rằng là sẽ không ép buộc người dân Bản tin mới nhất cho biết là một số những quận hạt của California cho biết rằng là sẽ không tuân thủ tất cả những cái lệnh Stay at Home của ông thống đốc Gavin Newsom, đặc biệt là trong cái việc mà đòi phong tỏa. Ông Newsom vào ngày thứ năm hôm qua đã là đưa ra ban hành một số những luật lệ mới trong đó là giữ lại tất cả những ai ở trong bệnh viện và không thể rời khỏi nhà và trong đó những ai đang nằm trong giường bệnh cũng không thể rời khỏi bệnh mà trong đó thì đã có tới 85% các bệnh viện gần như là đầy người và những cái cơ sở nào mà không có hoạt động mang tính chất cung cấp về dịch vụ sức khỏe ví dụ như là các cái hair salon các cái nơi tập gym các cái rạp chiếu phim và những nơi khác đều được lệnh là phải đóng cửa riêng các nhà hàng thì chỉ được mở cửa nhưng mà chỉ được bán trugo À, tôi muốn à, ở nhà và tránh khỏi tất cả những cái à, lệnh này và phải à, muốn tất cả mọi người phải đáp ứng đó là cái lời phát biểu của người lãnh đạo của Sở Cảnh sát quận Los Angeles là Alex à, Vulanano đã phát biểu với đài truyền hình Fox và họ có thể ở trong nhà, họ có thể làm việc của họ và không nhất thiết là chúng tôi phải ép buộc họ làm điều gì. Trong khi đó thì sở cảnh sát tại Ventura County và San Bernardino County cũng đã đưa ra một cái bản statement tương tự đã nói rằng họ sẽ tìm cách uh, giáo dục công chúng về cái tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên, họ sẽ không cưỡng bức và bắt giữ những người dân nào vi phạm cái lệnh cấm của ông uh, Gavin Newsom là không được phép ra đường. Đây là một trong những cái uh, tình hình liên quan tới vấn đề đại dịch và riêng Orange County cũng như Riverside cho biết rằng là họ sẽ từ chối không đáp ứng tất cả những cái lệnh gọi là giới nghiêm của ông thống đốc California. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của California ngày hôm nay. Trong khi đó, bà Nancy Pelosi bà đã lên tiếng bào chữa cho cái việc bà ta ủng hộ một cái ngân sách mà nó còn thấp hơn ngân sách của bà ta đưa ra. Bà Nancy Pelosi đã lên tiếng bảo vệ và bào chữa cho việc mà bà ta ủng hộ cho một cái ngân sách mà lưỡng lưỡng đảng đã đệ trình trong tuần này gồm có 908 tỷ Mỹ Kim. Ngân sách này vốn thấp hơn ngân sách mà tòa Bạch Ốc đã từng đưa ra là 1.800 tỷ Mỹ Kim. Và bà ta đòi cái ngân sách là 2.200 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà bây giờ bà ta lại thay đổi quan điểm và cuối cùng bà ta lại ủng hộ cho cái ngân sách chỉ có 908 tỷ mỹ kim bà ta nói rằng điều này là tại vì chúng tôi muốn có một cái sự gọi là thỏa hiệp đồng đều để có thể có được cái ngân sách cứu trợ cho người dân ngân sách này đã bị chỉ trích nặng nề của cả hai phía luôn là phía những người bên đảng cộng hòa cũng như là những người bên đảng dân chủ trong đó thì ông Mitch McConnell chủ tịch của khối đa số tại thượng viện cho biết ông không có ý định sẽ bỏ phiếu cho cái dự luật ngân sách được Mitch Romney tức là thượng nghị sĩ đảng cộng hòa à, bà Moskowsky và bà Susan Collins phối hợp với một số thành viên đảng dân chủ đưa ra là 908 tỷ mỹ kim trong khi đó thì à, phía đảng dân chủ thì đảng dân chủ gồm có những nhân vật mà phản đối cái cái ngân sách này gồm có thượng nghị sĩ Bernie Sanders và bà là và bà, bà dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez đã chỉ trích rằng cái ngân sách này đã không bao gồm số tiền trực tiếp trả cho từng cá nhân và bà ocasio Conte đã nói rằng là cái việc này là ông thượng nghị sĩ Josh Hawley của đảng cộng hòa tại Missouri vẫn ủng hộ cho cái việc mà trả trực tiếp cho người dân những số tiền này và bà phản đối mạnh mẽ bởi vì trong cái dự luật ngân sách này không có số tiền trả trực tiếp cho những người dân đó là bản tin liên quan tới tình hình của Nancy Pelosi và cái ngân sách mới nhất 908 tỷ Mỹ kim trong khi đó Bản tin được xem là thời sự khá quan trọng đối với tiểu bang Georgia, một nhân viên làm trong chiến dịch tranh cử của bà thượng nghị sĩ Kelly Loeffler đã bị tai nạn qua đời trong một cuộc đụng xe ngày hôm nay. Giữa lúc mà Phó tổng thống Mike Pence đã có mặt ở tại Georgia trong hai sứ mạng thì uh, thứ nhất là để uh, tường trình về cái uh, tiến trình của cái việc vaccine của cơ quan CDC và thứ hai là một cuộc rally ủng hộ cho hai cái cuộc tranh cử tại đây. Bà Loeffler đã đưa ra trong một bản statement trong cái chết liên quan tới một nhân viên của bà. Hôm nay tôi đặc, đặc biệt là cảm thấy rất bị tổn thương và chúng tôi rất đau buồn khi mà Harrison Deal một trong những người làm việc rất cận lực với chúng tôi và gia đình của họ, tôi muốn gửi lời chia buồn tới gia đình của anh và tôi sẽ tiếp tục bên cạnh họ và sẽ cầu nguyện trong những ngày sắp tới à, harrison là một người rất đáng yêu nằm trong cái toán tranh cử của tôi và điều hơn hết là harrison rất thông minh à, sáng sủa có cái à, lòng thương người và có lòng chung thủy là một người đàn ông đứng đắn và bà nói thêm là harrison thi, thi hài đã được à, đã đang được nằm ở tiểu bang và đang chờ tuy nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục à, cầu nguyện cho anh và cho gia đình của anh và tôi sẽ yêu cầu tất cả những cơ người dân ở Georgia cùng tham gia cầu nguyện với gia đình của anh trong thời gian khó khăn này. À, tai nạn này xảy ra vào ngày hôm nay à, trong lúc mà đang có cái chuyến viếng thăm và rally của Phó tổng thống Mike Pence có mặt tại đây và cũng trong cái uh, event này thì uh, dân biểu có tên là Doug Collins của Đảng Cộng hòa tại Georgia đã yêu cầu mọi người trong cái buổi hôm đó cầu nguyện cho anh Dill người đã vừa qua đời trong một tai nạn xe hơi diễn ra ở tại ở tại Georgia. Cùng trong ngày hôm nay thì Phó tổng thống Mike Pence đã cố gắng hỗ trợ cho các thành viên của Đảng Cộng hòa sau khi mà ông có cuộc họp với các viên chức của chính quyền tiểu bang Georgia về tiến trình cung cấp vaccine và các cái quy trình của cơ quan CDC và sau đó thì ông cũng đã có mặt cùng với lại Thượng nghị sĩ David Perdue và Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler cùng với các thành viên khác của Đảng Cộng hòa để là tham gia một cái cuộc roly ngay tại phi trường và trong đó thì ông đã khẳng định rằng vẫn tiếp tục tranh đấu bên cạnh tổng thống trump giành lại cái quyền công bình cho cuộc bầu cử và kêu gọi tất cả mọi người đặc biệt là những người đã, đã ghi danh với đảng cộng hòa là phải tràn ra đường bỏ phiếu thiệt đông và chúng ta cần phải giữ lại cái quyền đa số tại thượng viện ngăn cản những cái mong móng hiểm họa mà đe dọa tới an ninh quốc gia đặc biệt là chủ nghĩa xã hội đó là lời phát biểu của phó tổng thống Mike Pence và ông nói rằng là tất cả người dân Georgia phải có những lá phiếu hợp pháp để bầu và trong đó ông nói rằng là chúng ta phải cản trở tất cả những cái lá phiếu bất hợp pháp ông đã đến trước tổng thống Trump một ngày hôm nay ông có mặt tại Georgia và trước khi ông tới thì phó cựu tổng thống Obama của bên đảng dân chủ cũng đã có một cái cuộc Roly qua màn hình video và trong đó Cùng với lại à, hai nhân vật à, của đảng Dân Chủ đang ra tranh cái chức này là John Ossoff và Raphael Warnock cũng đã có mặt trong cái à, cuộc gọi là Rally bằng Virtual, tức là bằng Video. Trong khi thì ông Mike Pence đã có mặt ở trực tiếp tại hiện trường. Ngày mai thì Tổng thống Donald Trump sẽ có mặt ở tại Georgia để mà chính thức ủng hộ cho hai thượng nghị sĩ đương nhiệm hiện nay là bà Glover và ông... À, là hai người đang tranh chức lại trong cái chức thượng nghị sĩ ở cái cuộc bầu cử vào ngày 5 tây tháng Giêng năm 2021. Đó là một trong những cái biến chuyển mới nhất ở tiểu bang Georgia. Và liên quan tới vấn đề bầu cử ngày hôm nay, dân biểu gosa của tiểu bang Arizona khẳng định tòa án sẽ phán quyết chiến thắng cho tổng thống Donald Trump. Dân biểu đại diện cho tiểu bang Arizona là Paul Gosha đã trả lời với đài truyền hình ngày thứ sáu rằng sau tất cả các cuộc điều trần và liên quan tới những cái tình trạng gian lận sẽ buộc tòa án sẽ có một cái quyết định và khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống này đã đầy rẫy những gian lận và tôi nhìn trong tất cả những cái tài liệu của tòa án à, diễn ra tại đây thì ông à, dân biểu 62 tuổi thuộc đảng cộng hòa này cho biết rằng tôi nghĩ rằng cuối cùng tòa sẽ đưa ra một cái phán quyết và trong đó tôi nghĩ rằng sẽ à, nghiêng về phía tổng thống trump và đây là một cái điều mà tôi khẳng định như vậy. Bởi vì quý vị đã có một vị tổng thống đã có một cái hành động rất tốt kể từ năm 2016 với tổng cộng là 15 triệu phiếu. À, và trong khi đó Joe Biden thì không thể nào bằng được Hillary Clinton cho mỗi tiểu bang kể cả những tiểu bang được xem là chiến lược. Và quý vị thấy đây đã có những điều gì sai lạc ở đây khi mà số lượng phiếu của Joe Biden còn hơn cả Hillary ở nhiều tiểu bang này. Do đó tôi nghĩ rằng nếu mà phân tích và rõ ràng chúng ta thấy rằng đã có những cái điều bất bình thường và gian lận ở trong các cuộc bầu cử này ông Gosa người đã thắng lại cái cuộc bầu cử hôm tháng 11 vừa qua trong cái term tức là cái nhiệm kỳ thứ năm và ông đại diện cho đơn vị số 4 tại khu vực của Arizona ở thành phố Phoenix và gần với biên giới của tiểu bang Nevada và giải thích rằng luật này cho thấy rằng là ông thống đốc tiểu bang là Duke Ducey cũng sẽ phải có một cái thách thức một cái đơn thách thức đối với lại kết quả bầu cử sau khi nó được xác nhận và trong đó 3% số phiếu bầu đã bị xem là sai lạc đó là tổng số cái số phiếu ở tiểu bang Arizona. Trong khi đó thì chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump đã chính thức đệ đơn tại Georgia để thay đổi kết quả bầu cử. Chiến dịch tranh cử của tổng thống Trump đã chính thức gửi một cái lá đơn về khiếu nại về tiến trình kiểm phiếu ở tại đây và trong đó có nhiều lý do ông đưa ra và đơn này đã chính thức gửi tới tòa án của Georgia vào ngày thứ sáu và nhân danh tổng thống Trump cũng như là David Saffer được xem là chủ tịch của cái cái khu khối cử tri đoàn tại đây trong đó thì đã nêu đích danh của cái người thư ký tiểu bang là Brad Raffenberger và cũng như là một số những viên chức của tiểu bang chủ yếu của đơn kiện này cho thấy rằng là trong đó tổng cộng có tới các cái phiếu bầu mà được gọi là khiếm diện đã quá hạn 180 ngày căn cứ theo luật bầu cử của tiểu bang Georgia mà trong đó là có ít nhất 305.701 lá phiếu bầu bất hợp pháp bởi vì họ đã gửi phiếu quá hạn 180 ngày do đó tình trạng này là tình trạng bất hợp pháp bên cạnh đó thì trong cái đơn kiện cũng nhấn mạnh đến trường hợp của 92 cá nhân đã bỏ phiếu và khiếm diện và theo tường trình của tiểu bang thì những lá phiếu quay trở lại đã được chấp nhận mà những cái người này hoàn toàn không hề có khiếu nại về những lá phiếu khiếm diện trong đó thì phía các giới chức đã gửi ra tổng cộng là 2.664 lá phiếu khiếm diện cho những cá nhân mà trước đó nó đã được gửi ra trước cái luật cho phép và bên cạnh đó thì họ nói rằng việc đối chiếu các chữ ký đã không được xác nhận một cách rõ ràng và nó đã khiến cho các cái phiếu bầu giả và phiếu bầu bất hợp lệ đã diễn ra. Đây là một trong những cái đơn kiện mới mà chiến dịch tranh cử tổng thống Trump đã đề ra và yêu cầu ngăn chặn tất cả những cái việc và uh, gọi là xác nhận kết quả cũng như là xóa bỏ giá trị của việc xác nhận kết quả sau khi mà có cái um, cuộc tân trình và tất cả những cái đơn kiện. Và bên cạnh đó thì luật sư của tổng thống Donald Trump là ông Giuliani cũng cho biết là Ông kêu gọi tất cả các nhà lập pháp của tiểu bang Georgia đã không còn chọn lựa là phải chọn đại cử tri cho tổng thống Trump sau khi mà có cái cuộc tiết lộ và điều trần trong cái đoạn video ngày hôm qua mà trong cuộc điều trần đã được trình chiếu, đoạn video này cho thấy rằng là các nhân viên kiểm phiếu đã nói rằng là hết giờ kiểm phiếu, yêu cầu tất cả mọi người ra về. Và như vậy, tất cả những người giám sát đã ra về và những nhân viên này cũng chờ đợi cho tới khi mà các cái người truyền thông cũng đã ra rời về rời khỏi phòng và trong đó còn lại đúng bốn phụ nữ và bốn người này đã lôi khẳng bốn cái vali ra và đếm phiếu không có một cái sự gọi là giám sát của bất cứ ai và họ đếm trong nửa đêm đó cái phút tức là cái đoạn video này được quay tại cái tòa arena state farm của atlanta cho thấy rằng tình trạng gian lận đã diễn ra và ông juleni viết trên twitter nói rằng các nhà lập pháp đã không còn chọn lựa phải dùng quyền lực của họ và sử dụng cái điều cái hiến pháp chương 2 à, điều 1 2 để mà chọn đại cử tri cho tổng thống Trump và ông tái nhắc lại rằng là các nhà lập pháp của tiểu bang ở các cái tiểu bang chiến lược phải có vai trò và trách nhiệm trong cái cuộc bầu cử ngày 3 tây tháng 11 vừa qua và ông nói rằng 8800 cái statement trong năm tiểu bang đã được đã bị đảng dân chủ dùng thủ đoạn để mà xóa bỏ đi và đây là một trong những cái uh, tin mới nhất và chính sáng ngày hôm nay thì thống đốc tiểu bang là ông Brian Kemp cũng trong một video bày tỏ sự lo ngại về cái đoạn video đã được uh, trình chiếu vào ngày hôm qua. Và kêu gọi phải có một cuộc tái kiểm phiếu lần thứ ba. Tuy nhiên thư ký của tiểu bang này lại bác bỏ cái lệnh cái uh, lời kêu gọi của thống đốc tiểu bang và cho rằng không cần thiết đó là bản tin liên quan tới tình hình bầu cử tại tiểu bang Georgia và được xem là một trong những bản tin hàng đầu sau mấy ngày nó được uh, chạy ở trên các cái mạng xã hội. và bây giờ thì uh, channel của tôi xác nhận và loan tin đó là cái hệ thống công ty mẹ của cái công ty mà uh, đã cung cấp cái máy kiểm phiếu là dominion voting software đã được bán cho một cái uh, một tháng trước khi có cuộc bầu cử theo tường trình của cái quỹ ban giám sát thị trường chứng khoán trong một cái uh, tập tài liệu của cái uh, quỹ ban giám sát thị trường chứng khoán hoa kỳ gọi tắt là sec cho thấy là cái công ty có tên là UBS Security LLC đã arrange tức là đã sắp đặt một cái cuộc à, mua bán với lại cái công ty mà quản trị cái à, à, nhu liệu này 400 triệu Mỹ Kim vào ngày 8 tây tháng 10 năm 2020 với lại Staple Street Capital 3, 3 LP và Staple Street Capital này là một công ty tư nhân à, về... À, ở New York và trong đó đã mua công ty Domino Voting System vào ngày 17 tây tháng 7 năm 2018 và không có cho biết con số lượng tiền mua là bao nhiêu. Và theo tường trình của SEC thì trong cái transaction này thì UBS Security LLC là một phần của cái UBS American Incorporation đã mua lại cái cái công ty này với cái trị giá là khá nhiều tiền là 400 triệu Mỹ Kim và công ty này được biết là một công ty có liên hệ tới nhà nước cộng sản Trung Quốc ở tại Trung Quốc. Đây là một trong những cái cuộc mua bán được xem là bất bình thường một tháng diễn ra trước khi có cuộc bầu cử và cái hệ thống Dominion Voting Software đã được sử dụng trên 30 tiểu bang. Đó là một trong những cái bản báo cáo mới nhất về việc mà công ty này đã bí mật bán và cái tập tài liệu này đã được phát hiện ở trên cái hồ sơ của cơ quan giám sát thị trường chứng khoán là SEC. Trong khi đó thì tổng thống Trump đã lên tiếng quy trách nhiệm cho Bưu điện là phải chịu trách nhiệm cho hàng trăm ngàn lá phiếu đã bị biến mất trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông đã đưa ra lời tweet vào ngày thứ sáu. À, các cái nhân vật Christopher cho thấy rằng là à, cơ quan USPS tức là Bưu điện Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm cho việc mà đã biến mất hàng trăm ngàn lá phiếu và điều này cho thấy là nó nằm ở những cái khu vực mà đảng dân chủ đã kiểm soát từ lâu nay, đặc biệt là những ở tiểu bang swing state tức là những tiểu bang mà có cái tính chiến lược khi mà trước khi mà các cái phiếu này à, đã được đếm và chúng ta đã có đầy đủ tất cả những bằng chứng và có khoảng 280.000 lá phiếu đã được chuyển từ à, Bell ở à, à, Bethpage ở New York tới Lancaster, Pennsylvania vào cuối tháng 10 và cuối cùng nó đã biến mất. Đây là một trong những cái mà tổng thống Trump nhấn mạnh và đồng đó thì Phil Clay được xem là giám đốc điều hành của một cái tổ chức có tên gọi là Thomas More Society Amisac Project. Trong đó cho biết là các nhân chứng đã ra điều trần về sự thật về tất cả những cái lá phiếu bị mất đi và được xác nhận và có lời lời thề hữu thệ tức là lời khai hữu thệ và ông Clay đã chỉ đích và nói rằng chính bưu điện phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cái vực à, mất phiếu này và với lời khai hữu thể thì có khoảng 300.000 cái phiếu đã được issue ở tại Arizona 548.000 phiếu ở Michigan, 204.000 phiếu ở Georgia và trên 121.000 phiếu ở Pennsylvania. Đây là một trong những con số mà họ đưa ra chính thức trong việc mà gian lận bầu cử và những lá phiếu bị biến mất một cách bí ẩn. Trong khi đó thì tại Alabama đã có một dân biểu thứ hai lên tiếng nói rằng sẽ thách thức các cử tri đoàn trong phiên họp của Quốc hội về việc mà quyết định ghế tổng thống vào tháng Giêng. Người này tên là Barry Moore. Bản tin cho biết là Barry Moore, người vừa đắc cử lại trong cái chức uh, dân biểu cho ở tiểu bang Alabama, nói với đài truyền hình Fox trong tuần này là ông sẽ thách thức cái việc mà cử tri đoàn và cái kết quả của cử tri đoàn trong phiên họp quốc hội vào năm tới Ông Mo cho biết là ông đã nhìn vào và tìm cách cố gắng tìm cái sự gọi là công bình của cuộc bầu cử. Nhưng quốc hội cho thấy rằng là có những cái tình trạng gọi là bất bình thường. Và lúc đó quốc hội sẽ quyết định ai là người chiến thắng ghế tổng thống. Chúng ta cần phải làm đúng. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng 7 hay 80 triệu người không có cảm giác rằng lá phiếu của họ bị đánh cắp đi. Và điều này phải rõ ràng và chúng ta không cần biết có ai ở đây để bỏ phiếu. Không cần thiết có những cái thủ tục pháp lý họ không có và chúng tôi sẽ đưa ra cái quyết định này và ông cho biết chúng tôi có quyền đại diện cho người dân để mà quyết định ghế tổng thống bởi vì sau khi mà có những tiểu bang đã không đáp ứng và không giải quyết tất cả những cái vấn đề vướng mắc về pháp lý thì quốc hội sẽ đứng ra giải quyết lời phát biểu của ông Mo đưa ra sau khi mà một dân biểu khác là ông Mo Brooks cũng ở Alabama cũng đã lên tiếng và nói rằng sẽ đặt vấn đề cho ông tất cả cử tri đoàn trong vấn đề mà quyết định ở những cái tiểu bang mà đã xác định được ai là người chiến thắng nhưng có thể sẽ bị lật đổ ở trong cái cuộc họp đại cử tri vào tháng giêng sắp tới của quốc hội và đó là bản tin liên quan tới hoa kỳ được xem là bản tin hàng đầu trong channel trần nhật phong ngày hôm nay đây là một cái tổ chức được xem là tuyên truyền ngoại vi lớn nhất của cộng sản trung quốc bên ngoài nước trung quốc và chính thức ngày hôm nay đã bị cấm bận ngoại trưởng hoa kỳ mike pompeo ngày hôm nay cho biết là sẽ giới hạn tất cả các thành viên trong cái tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan tới những hành hoạt động mà gây ảnh hưởng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc bên ngoài nước Trung Quốc. Tổ chức này có cái tên nguyên thủy của nó là United Front Work Department. À, tôi tạm dịch nó là một cái tổ chức mặt trận thống nhất liên minh. Đây là một cái mặt trận mà Trung Quốc đã lập, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập ra ở hải ngoại để thao túng tất cả những cái xã hội bên ngoài nước Trung Quốc để đem cái lợi cho Đảng Cộng sản. Tổ chức này viết tắt là UFWD là những kẻ đang hoạt động và đang tìm cách quảng bá cho tất cả những chính sách của Bắc Kinh. Ông Pompeo đã viết trong một cái tweet ngày thứ sáu và tổ chức UFWD bị truy tố à bởi bộ ngoại giao hoa kỳ là đã tìm cách gây ảnh hưởng ở những quốc gia trong đó có hoa kỳ bao gồm việc mà tuyên truyền cho đảng cộng sản trung quốc tìm cách gây ảnh hưởng tới những tin anh ở các địa phương và dập tắt những tiếng nói bất đồng chính kiến tổ chức này là nó có rất nhiều thành viên ở trong các cái ngành giáo dục thương mại tất cả những cái tổ chức xã hội và kể cả những cái vệ tinh ngoại vi của đảng cộng sản trung quốc nằm ở trong các cộng đồng người hoa ông Pompeo đã viết trong một bản statement và trong cái biến chuyển mới nhất ông cho biết tất cả thành viên của tổ chức này sẽ bị ngăn cấm không được có visa bước chân vào lãnh thổ của Hoa Kỳ và tài sản của họ tại Hoa Kỳ sẽ bị đóng băng. Đây là một trong những tổ chức mà quảng bá và hoạt động ra mặt cho đảng Cộng sản Trung Quốc. Tổ chức này hoạt động rất mạnh tại Canada, tại Úc và tại New York. Và bây giờ thì chính thức họ sẽ bị cấm vận. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của... À, Trung Quốc ngày hôm nay. Trong khi đó thì cái dự luật quốc phòng mà đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua đang chờ lên bàn của tổng thống Trump ký. Trong đó bao gồm luôn việc ngăn cản tất cả những cái việc cung cấp dịch vụ cho hai công ty Huawei và ZTE. Trong cái dự luật quốc phòng mới mà đã được đệ trình và tổng thống Trump đang đe dọa phủ quyết nếu như không loại trừ cái đại cái section 230 trong cái đạo luật truyền thông năm 1996 trong cái dự luật quốc phòng này bao gồm luôn việc giới hạn tất cả các cái hoạt động 5G của các cơ quan truyền các cái công ty về viễn thông của Trung Quốc trong đó thì sẽ ngăn cấm tất cả sử dụng những cái thiết bị của các công ty Huawei và ZTE để để mà cung cấp cho mạng lưới 5G và trong dự luật này nói rằng là lãnh đạo cơ quan an ninh quốc gia ông John Ratcliffe cho biết rằng là dự luật quốc phòng này cần thiết là phải ngăn cản tất cả việc mà Trung Quốc xâm nhập vào cái mạng network của Hoa Kỳ và không thể để cho bất cứ một cái thiết bị nào của Trung Quốc có thể nằm trong mạng lưới network của Hoa Kỳ và ông khẳng định Trung Quốc hiện nay cộng sản trung quốc là kẻ thù số 1 và là một cái quốc gia đứng đầu thế giới trong cái việc đe dọa tới an ninh quốc phòng của hoa kỳ đây là một trong những cái biến chuyển mới nhất và dự luật quốc phòng này có tên gọi là ndaa nó là cái national defense authorization act và đây là cái đạo luật mà tổng thống trump đang đe dọa sẽ phủ quyết nếu như mà không đính kèm vào cái việc loại trừ cái uh, session 230 trong cái đạo luật mà ông gọi là cái bình phong che đậy cho các cái cơ quan các cái mạng xã hội mà sử dụng cái đó để mà kiểm duyệt tiếng nói của người khác. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay với Trung Quốc và cuối cùng là liên quan tới tình hình của Trung Quốc là đã có những cái thỉnh nguyện thư gửi lên nghị viện của Canada kêu gọi Canada ban lệnh cấm vận với những viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc vi phạm nhân quyền. Thành viên của nghị viện Canada đã chính thức gửi một số những cái bản thỉnh nguyện thư ở tại cái hạ viện của Canada vào ngày 2 tây tháng 12 vừa qua và gia tăng những cái mối lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và yêu cầu Canada phải có hành động để bảo vệ cho tất cả những nạn nhân. Thành viên của nghị viện này gồm có nhân vật bảo thủ tên là Peter Kent, đã đại diện cho cái bản thịnh nguyện thư này và gửi cho chính quyền của ông Justin Trudeau ban lệnh cấm 14 viên chức của đảng Cộng sản Trung Quốc liên quan tới vụ bức hại những người của Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Và trong cái bản thịnh nguyện thư này kêu gọi chính quyền phải áp dụng đạo, đạo, luật Magnitsky toàn cầu đối với các viên chức của Trung Quốc, bao gồm luôn cấm họ du lịch tới Trung Quốc ở tới Canada. À, tịch thu tất cả những tài sản của họ và nhắm vào tất cả những viên chức Trung Quốc đã có liên can tới việc tra tấn, sát nhà, sát nhân và kể cả thay đổi nội tạng của các thành viên Pháp Luân Công. Đó là một trong những cái điểm chính của bản tình nguyện thư này mà ông Ken đã đệ trình trên Hạ viện của Canada vào ngày 2 tháng 12. 14 viên chức mà được nằm trong cái danh sách này bao gồm luôn cả Giang Trạch Dân người đứng đầu đảng cộng sản và là người đã đã có cái uh, sắc lệnh sát hại và bức tử pháp luân công tại Trung Quốc năm 1999 và trong đó rất nhiều những viên chức của bộ chính trị cộng sản Trung Quốc đã nằm trong danh sách 14 người này đứng đầu là Giang Thạch Dân đây là một trong những cái uh, bản tin nguyện thư được đệ trình trên cái hạ viện của Canada và kêu gọi chính quyền của Justin Trudeau là phải áp dụng đạo luật Maneski toàn cầu đối với lại các viên chức này của Trung Quốc, đặc biệt là với Giang Trạch Dân. Và đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc đối với thế giới bên ngoài cũng như các bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều cho bản tin này. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước vào đọc comment và thảo luận, cho phép Phong được đưa cái thông báo là ngày 31 tây tháng 12 thì Phong sẽ có mặt ở Houston cùng với lại thị trưởng đương kim thị trưởng của thành phố Fountain Valley là anh Michael Minh Võ để gặp gỡ với tất cả khán thính giả ở Houston trong một cái chương trình văn nghệ đón giao thừa năm mới ở tại thành phố Houston với nhiều nghệ sĩ rất tên tuổi ở nhà hàng Ocean Palace thì trong dịp này anh Michael Minh Võ cũng có thể sẽ chia sẻ với quý vị cái lộ trình làm chính trị dòng chính như thế nào mà có thể chiến thắng và có thể đóng góp được cho cái cộng đồng của mình và đóng góp được cho cái sự phát triển của một cái thành phố thì à, quý vị sẽ được gặp gỡ với lại à, đương kim thị trưởng Michael Minh Võ cũng như một số anh chị em nghệ sĩ rất nổi tiếng có Khánh Hà có Lưu Bích có Phượng Mai có Nhật Cường và có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ ở địa phương ở Houston à, ngày 31 tây tháng 12 tức là ngày thứ năm và chúng ta sẽ có một cái bữa tiệc đón giao thừa tại thành phố Houston bởi vì California chúng tôi lót đạo cho nên chúng tôi phải à, đến à, Houston ăn tết thôi các bạn nha rồi bây giờ chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận đi rồi cuộc bầu cử bị gian lận quá trắng trợn và quy mô lớn như vậy thì việc tác đầm lầy của ngài trăm mới được toàn vẹn vét một mẻ lưới phản quốc sạch sẽ cho người dân nước mỹ vĩ đại hơn xưa chưa biết được các bạn thế lực ngầm này nó không phải là một sớm một chiều nó đã tồn tại ở nước mỹ này gần nửa thế kỷ qua và bây giờ muốn tác cạn nó không phải chỉ một trận bầu cử là có thể quét sạch họ có điều trận bầu cử này đã làm cho chúng ta phát hiện được họ rất nhiều thành phần và từ đây cho tới cái thời gian tới họ sẽ bị tác khỏi đầm lầy và họ sẽ phải đi đối diện với nhà tù nếu như họ làm những cái hành động được xem là gây hại cho quốc gia nha các bạn rồi tiếp tục à wow lướt qua những cái lời nói ấy cái... cấm trung quốc vĩnh viễn, viễn luôn cái tổ chức này là cái tổ chức ngoại vi nó nhận tiền của tài trợ từ phía bộ chính trị và nó chi phối rất nhiều những cái công ty tài chính ở tại Trung Quốc nó là một tổ chức rất lớn các bạn cái tài sản của nó là phải nói tới bạc tỷ luôn đó vừa rồi các bạn nhớ là nó bị vướng một cái vụ mà liên quan tới ngân hàng ở Trung Quốc không thì cái tổ chức mà uh, uh, United World đó, uh, ID này đó thì là cái tổ chức này đó, phải nói rằng là nó thao túng rất nhiều những cái cộng đồng Hoa ngữ cộng đồng người Hoa gần như bị nó thao túng hoàn toàn và trong cái bản báo cáo sáng ngày hôm nay mà tôi có nói với quý vị đó là 3 phần 4 báo chí hoa ngữ tại nước Úc đã bị nó kiểm soát đó. Chính là tổ chức này kiểm soát. Chính là tổ chức này kiểm soát đó các bạn. Nó gần như là một cái công cụ tuyên truyền tuyệt đối cho nhà nước Cộng sản Trung Quốc nha. Ok. Rồi, à, uh, wow, lướt qua quá trời. À, à, lướt những cái lời khẳng định của các bạn đi nha. À, uh, nếu ban bầu cử liên bang không công bố được người chiến thắng trong cuộc bầu tổng thống ngày 3 tây tháng 11 thì sao? Thì bắt buộc sẽ có đài cử tri để bỏ phiếu ở tại quốc hội nha. Nó diễn ra vào ngày 6 tây tháng Giêng. Ok các bạn. Rồi tiếp tục à, wow, à nhớ đi bầu cử ở Georgia bầu cho David và Kelly, David Badu và Kelly Loeffler thì à, hai người này đang đương nhiệm. Bây giờ cục diện ở thượng viện bây giờ các bạn là 50 trên 48. Bây giờ còn hai ghế này đang bầu. Hai ghế này hai người đương nhiệm là của Đảng Cộng hòa. Nhưng mà bởi vì cái cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua, họ không thắng được túc số trên 50%, cho nên theo luật của tiểu bang, họ phải bước vào cuộc bầu cử thứ hai với hai đối thủ. Thì hy vọng lần kỳ này họ sẽ chiến thắng bởi vì lần trước họ chiến thắng nhưng mà thắng không đủ 50%. Cho nên họ phải bước vào cái cuộc đấu thứ hai nha các bạn. Rồi tiếp tục à cầm rally thứ bảy ở chiều thứ bảy ở Georgia. Ok. Đúng. À, tổng thống Trump sẽ có mặt ở Georgia ở phi trường à, à cái gì à, à Dosa gì đó. À, tôi 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 nhớ mà không có kịp nhớ kịp thì ở ngay cái phi trường đó thì tổng thống Trump sẽ có cuộc rally nha các bạn. Rồi tiếp tục à Theo chủ quan chú Phong nếu hiện tại là cựu tổng thống Obama lúc này sẽ làm gì để tránh cuộc thất bại tổng thống vào tháng 12 này? Nếu tôi là Đặt trường hợp thì không có thể tôi là Obama được Nhưng nếu tôi là Obama Tôi phóng lao phải theo lao Tôi chấp nhận đi tù Và tôi chấp nhận bị lên án Miễn làm sao tôi làm đủ mọi cách Bất chấp thủ đạn để cho Joe Biden ngồi lên ghế tổng thống Nếu tôi là Obama Tại vì tôi không còn chọn lựa Tại nếu cho để cho ông Trump làm tổng thống Thì tất cả những gì công sức tôi xây dựng Trong 8 năm làm tổng thống sẽ tan theo mây khói Và có thể rằng là tất cả những người xung quanh tôi Và cả bản thân của tôi có thể sẽ phải đi tù cho nên nếu tôi ở cương vị của Obama, tôi sẽ làm bất chấp mọi thứ, kể cả giết người, kể cả chọc cho khủng bố giết tất cả dân lành nước Mỹ để đặt Joe Biden lên ghế tổng thống. Nếu tôi là Obama, OK? Đó là cái chuyện nếu bạn đặt cược tôi là Obama nha, OK? bầu đại cử tri là quốc hội tiểu bang bỏ phiếu ra một người hay thống đốc tự bầu ra? Tôi chưa biết được, nhưng bây giờ trên nguyên tắc là do uh, quốc hội chọn ra ở từ trong tất cả các dân biểu, tức là trên quốc hội thì bây giờ ở Hà Viện đang có 435 ghế. Trong 435 ghế này sẽ chọn ra 50 ghế. Nhưng mà mỗi một tiểu bang chỉ chọn ra một người mà thôi. Để mà chọn để bầu tổng thống và thượng viện thì đang có khoảng 98 ghế. Thì 50 trên 48 thì sẽ chọn ghế phó tổng thống nha các bạn. Đó là quy tắc nó là như vậy. Ok. Còn nếu mà thống đốc họ danh cái quyền thì chưa biết được. Ok. Rồi tiếp tục à Càng đầm đầy DC sẽ khó nhọc à, Cũng như ngày cà, cái gì đó Nếu truy tố gốc hối lộ tham nhũng Thì Việt Nam không còn cán bộ nào làm việc Ok Ý ra vậy thôi các bạn Ok Rồi à, Nếu FBI, CIA xa, Làm sai Thì tổ chức nào bắt hộ Và nếu phát hiện à, Trung Quốc tham gia thay đổi kết quả bầu cử Hình phạt là cái gì Nếu phát hiện Thứ nhất Ai trong FBI Sẽ bị truy tố Thì Bộ Tư pháp sẽ lập thủ tục khởi tố Ai phạm tội người đó khởi tố người đó Chứ không thể nào mà khởi tố nguyên một cái ép cơ quan fbi mấy chục ngàn người hay khởi tố nguyên cái cơ quan CIA cả trăm ngàn người được ai phạm tội thì khởi tố người đó thứ hai nếu phát hiện trung quốc tham gia mà thay đổi kết quả bầu cử thì chắc chắn hình phạt sẽ là lệnh cấm vận và thậm chí rằng là sẽ lôi tên của những kẻ nào mà điều khiển cái, cái cuộc gian lận bầu cử này ở từ trung quốc để mà truy tố cái đó là cái điều chính còn không thể đi tới cái tình trạng gọi là xung đột quân sự được nha các bạn không thể đi tới được cái đó là khẳng định luôn có điều là cấm vận thêm và gia tăng áp lực thì có nha cnn thao túng toàn cầu nhờ tổng thống trump mọi người mới ngộ ra những thằng như adelson cooper cũng có danh hiệu trong cnn ok cho nên bây giờ họ sẽ bắt đầu cháy họ sẽ bắt đầu cháy và cháy rất mau sau cuộc bầu cử này bất kể ai thắng ghế tổng thống thì cnn cũng sẽ cháy và có thể là giai đoạn tới sẽ là sự kết thúc của cnn bởi vì sẽ không ai muốn coi cnn nữa nha các bạn rồi tiếp tục, à, ngay cả những người mà ủng hộ cho CNN, họ cũng thấy bựa. Sau khi họ nghe được cái thép của cái ông mà à, giám đốc điều hành của CNN đó, họ cũng thấy quá bựa. Đây không còn là một cái cơ quan truyền thông nữa, mà là một cái à, cơ quan tuyên truyền cho một phía nha các bạn. Rồi tiếp tục, à, tại sao Joe Biden không đi trolley mà Obama làm thay? Đơn giản thôi, tại vì cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử của chức thượng nghị sĩ thì Joe Biden không đi thì Obama đi cũng vậy thôi đây đâu phải là cuộc vận động tổng thống mà phải đích thân Joe Biden đi cái này là bên Obama và một số thành viên đảng dân chủ của họ đi vận động mà cho hai cái ghế thượng nghị sĩ nha ok rồi tiếp tục à... wow lướt qua khá nhiều tôi hy vọng tổng thống Trump đến Đài Loan càng sớm càng tốt tôi nghĩ rằng nó sẽ hấp bình đó trước ngày 20 tây tháng tháng 1 thì cũng còn có tháng mấy nữa thôi các bạn chờ xem coi ông Trump có đi hay không tôi thì tôi đặt hy vọng rất nhiều về chuyến đi này và tổng thống trump sẽ quyết định đi đài loan tôi hy vọng như vậy nhưng mà tất cả cục diện thì vẫn phải chờ vẫn phải chờ xem coi nó như thế nào nhất là nó lại lệ thuộc vào cái cuộc bầu cử của hoa kỳ nữa nha ok rồi à wow đẩy lên cả nhiều sao gì đây cái gì đây, à, cái gì đây? À, tôi không biết nha các bạn đừng có hỏi tôi những cái đài là lẩm cẩm ở đây Tôi thật sự các bạn tôi không biết mấy cái đài lẩm cẩm ở Bắc Cali hay chỗ này chỗ kia đâu Ok Thậm chí là bạn của tôi nè Ngay cả thằng em tôi Trương Quốc Huy nó mỗi ngày lên đài tôi còn không coi nữa Chứ đừng nói kêu tôi đi coi mấy cái đài lẩm cẩm bên ngoài Nha các bạn Bởi vì coi mấy cái đài Việt Nam ở đây á Nó toàn là đi copy của, của Mỹ này nó đọc lại như con vẹt thôi Ok Có có thằng nào mà nó 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 đàng hoàng đâu Ok còn có mấy còn mấy thằng thổ tả thì nó bình luận theo kiểu của nó Các bạn coi gì cho nhức đầu vậy ở trên Youtube thiếu gì có những Youtuber cánh hữu Có những người làm tin rất đàng hoàng các bạn không coi Suốt ngày cứ đè mấy cái đài đó coi xong rồi quay ra than phiền với tôi Ngày nào tôi quen tôi Thằng em tôi nó thấy vui nó để cho quý vị ở đó Ngày nào không vui nó nó lóc quý vị luôn Tại vì nó cho rằng quý vị vô đây quảng cáo cho mấy cái đài đó Ok Do đó ở trong đài của tôi các vị đừng có nhắc bất cứ một cái đài nào hết Nó vui thì nó để cho quý vị nói Nó buồn nó lóc ráng chịu Nó nói là tại vì quý vị quảng cáo cho mấy người đó Ở trong đài của tôi Quý vị ở trên đó YouTube chúng tôi có rất nhiều những YouTuber Những cái đài cánh hữu để quý vị coi để đặt niềm tin được Tại vì họ đưa tin đàng hoàng Đi nghe mấy cái đài cánh tả xong rồi vô đây mát tôi làm gì Ok Rồi à, Tiếp tục Tình trạng Trung Quốc như thế không ai trừng trị Không bao lâu dân Mỹ và toàn thế giới sẽ làm nô lệ cho Trung Quốc Đó là quan điểm của bạn thôi Tôi không tin như vậy Ok Tôi không tin là toàn thế giới sẽ làm nô lệ cho Trung Quốc Ok Cho dù thêm một 000 năm nữa cũng không có chuyện này xảy ra. Trung Quốc cho tới giờ phút này mặc dù Hoa Kỳ có lộn xộn nhưng Trung Quốc đáng tiếc vẫn nằm dưới cơ Hoa Kỳ trên mọi lĩnh vực. Từ quân sự, kinh tế cho tới tất cả mọi thứ khác, Trung Quốc vẫn còn nằm dưới háng của Hoa Kỳ. Nha, ok. Quân sự Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới. Kinh tế Hoa Kỳ vẫn đứng đầu thế giới. Trung Quốc chưa có cửa nha. Ok. Rồi tiếp tục à anh nghĩ David và Kelly phản ông Trâm giống như tên Brian không anh Phong. Ông Perdue thì không có, Ông vẫn ủng hộ những chính sách của tổng thống Donald Trump còn bà Kelly Loeffler thì tôi không biết cho tới giờ phút này Kelly Loeffler đã lên tiếng quảng cáo trên Twitter về cuộc nói chuyện của phó tổng thống Mike Pence nhưng mà không quảng cáo của tổng thống Trump không có quảng cáo của tổng thống Trump cho tôi không biết bà Kelly Loeffler này như thế nào ok tuy nhiên họ rất sợ tổng thống Trump bây giờ họ rất sợ tổng thống Trump bây giờ lý do nếu như Tổng thống Trump, tại vì Tổng thống Trump sáng ngày hôm nay ông đã tweet, ông nói hai người này chỉ có thể thắng. Nếu như họ phối hợp với chiến dịch tranh cử của ông và làm rõ về cái cuộc tranh cử Tổng thống vừa qua, thì họ có thể thắng. Còn nếu không, chưa chắc họ thắng. Điều này ông Trump có một cái quan ninh cho họ. Có thể tất cả những người ủng hộ Tổng thống Trump sẽ tẩy chay cuộc bầu cử này và để cho họ thua. Do đó, họ họ mời ông Mike Pence tới họ quảng cáo cho Mike Pence nhưng mà họ lại không quảng cáo cho tổng thống Trump tôi chưa thấy cái flyer nào quảng cáo cho tổng thống Trump trên Twitter của hai người này trong khi đó bà Kelly Loeffler thì tôi nhìn thấy được cái banner hình của phó tổng thống Mike Pence thì tôi không biết được hai người này có phản ông Trump hay không ông ông David Perdue trong quá khứ trong lúc ông đang làm thượng nghị sĩ thì tất cả những cái chính sách của tổng thống Trump ông đều ủng hộ cho tới giờ phút này tôi biết là ông vẫn ủng hộ những chính sách của tổng thống trump còn bà kelly clover này thì tôi không biết bà ta có phải là reno hay không tôi không biết nha các bạn ok có điều là gì bà ta đang ở cái vị trí là đảng cộng hòa nắm đa số hay thiểu số ở thượng viện thì bây giờ phải ủng hộ cho bà ta dù no matter what này chúng ta vẫn phải ủng hộ cho bà ta nha nhưng mà có điều là bà ta vẫn chưa có lên tiếng một cái gì hết trong cái vấn đề bầu cử tổng thống gian lận kỳ này nha các bạn rồi tiếp tục à wow đẩy lên khá nhiều à có khi nào đại cử tri chọn tổng thống trump và phó tổng thống harris không không có tại vì trên thượng viện phía đảng cộng hòa nắm đa số thì làm sao chọn harris được 50 trên 48 do đó không có chuyện đó xảy ra nha các bạn rồi bây giờ bước qua youtube đi nha ok wow à tụi nói ra dấu hiệu black and white đó có là dấu hiệu ám sát Mr. Trump nghe sợ quá chưa chắc ok thật sự các bạn lần này cuộc bầu cử này nếu như mà phía đảng dân chủ và phía đảng cộng hòa không cẩn thận và họ không có một cái lập trường rõ ràng thì nước mỹ có thể rơi vào cơn nội chiến có thể tại vì sao nếu đảng cộng hòa và đảng dân chủ nhất là những người thủ cụ của đảng dân chủ mà không đứng ra minh bạch cái chuyện này và phía Đảng Cộng hòa làm con con rùa rút cổ đó, một số thành viên Đảng Cộng hòa mà không làm minh bạch rõ ràng cái trận gian lận này, mặc dù đã được báo cáo ở các tiểu bang hết rồi, điều trần có, nhân chứng có, vật chứng có, tất cả có rồi mà họ vẫn lấp liếm bằng cách là họ tìm cách để cho Jordan thắng á để mà họ certify đó. Thì tôi nghĩ rằng đó là nếu mà những người chính ráng của Đảng dân chủ và của Đảng Cộng hòa mà không lên tiếng và không đứng ra làm tới nơi tới chốn vụ này đó Thì nước Mỹ sẽ rơi vào nội chiến các bạn Tại vì những người dân Mỹ họ sẽ không chấp nhận cái trò gian lận này chiến thắng đâu Tôi bảo đảm với quý vị luôn Ok Nó, Họ sẽ không chấp nhận cho sự gian lận này chiến thắng đâu Bây giờ họ không còn tin tưởng các thành viên của đảng Cộng Hòa nữa Tại vì họ thấy rằng đám này cũng giống như cái đám đầm lầy Cuối cùng cũng thỏa hiệp với nhau Ôi ông Trump không làm tổng thống thì 4 năm nữa ông, ông, ông chạy đi tính còn bây giờ tôi ngu gì tôi làm vậy tôi mất chức của tôi Tôi ngu gì tôi đi theo Tôi quăng hết cả cái sinh mạng chính trị của tôi Hy sinh cho ông Trump Đó là suy nghĩ như vậy của một số thành viên đảng Cộng Hòa đó các bạn Do đó họ nghĩ về họ lầm Họ không phải đứng về ông Trump Mà họ đang đứng về những người dân Đang đòi hỏi sự công bình minh bạch Ông Trump chỉ là biểu tượng cho sự công bình minh bạch Của người dân đang mong muốn Nếu như họ mà không làm điều này đó Thì tôi nói với các bạn Họ sẽ mất trắng tất cả quyền lực Tại vì người dân Mỹ sẽ không để yên cho tất cả những cái chuyện gian lận này xảy ra đâu các bạn. Tôi chắc chắn như vậy luôn đó. Và rốt cuộc là cái gì các bạn? Một sự một sự chia rẽ trầm trọng nước Mỹ. Một sự chia rẽ khủng khiếp nước Mỹ luôn. Và sự chia rẽ này nó sẽ đẩy nước Mỹ có thể trở vào cơn nội chiến lần thứ hai. Có thể xảy ra nha các bạn. Có thể thôi tôi chỉ nói là như vậy thôi chứ tôi không có khẳng định nha. Rồi à nếu phát hiện Trung Quốc tham gia là cái gì gian lận lần này Mỹ có khôi phục đạo luật quốc phòng của anh? đâu có khôi phục đang đệ trình chứ đâu có gì đạo luật quốc phòng đang được đệ trình chứ đâu phải khôi phục làm gì bỏ đâu mà khôi phục nha ok rồi à, tiếp tục lướt qua những cái à, nhận định mà gọi là hơi gà, 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 hơi gắt gao của các bạn đi nha ok dân chủ và tàu à, cũng gì đây vào wow, viết mà không có dấu tôi không có đọc được luôn nha các bạn ráng cố gắng viết có dấu dùm tôi cả nhà tất cả phải nhờ vào vaccine phải có vaccine giải quyết được à, tổng thống trăm có thăm đài loan hay không tùy thuộc vào việc vaccine đưa vào sử dụng sớm hay không tầm bảy tầm Vắc vaccine chả là con, con khỉ gì ở đây hết ok vaccine đã có rồi và bắt buộc nó sẽ có 20 triệu viên thuốc à, 20 triệu liều vaccine sẽ có từ đây tới cuối tháng đó là chịu không tính nổi đừng có coi trọng cái vaccine vaccine là cái con khỉ gì Bây giờ cao lắm chết 2 300 ngàn người ở Mỹ thôi. Một cái cuộc phá thai không 10 triệu đứa trẻ chết kìa. Vắc xin chả là con khỉ gì ở đây hết á, đừng có coi trọng vắc -xin ở đây không ạ. Có... Ở đây không có ai sợ chết đâu. Ok, thằng nào sợ chết, sợ chết thì cứ lo vaccine đi. Ở đây á tôi nói thẳng với các bạn luôn là ở Mỹ này á bệnh cúm flu á cả trăm ngàn người chết mỗi năm. Ok, cancer đó mấy triệu người chết mỗi năm. Bệnh cancer đó, ok. Rồi phá thai đó, 10 triệu đứa trẻ chưa kịp thấy mặt trời đã bị giết trong bụng mẹ đó. Chết vài trăm ngàn người ở đây chả là cái cái, cái, cái con khỉ gì hết đó đừng có ở đó mà lo vaccine hoài nha, ok. Rồi à hình như CIA, FBI và Bộ Tư pháp can thiệp vào dân lận bầu cử rất chậm phải không anh? Đúng. Họ đợi cho có kết quả rồi họ mới can thiệp. Họ không muốn can thiệp trong lúc còn tranh cãi. Vì họ sợ bị chụp mũ là có động cơ chính trị. Cho nên những cơ quan này họ chỉ xen vào sau khi có kết quả bầu cử rõ ràng, lúc đó họ mới truy tìm, điều tra và truy tố để kết án hoặc là truy tố ra tòa. Thông thường là họ như vậy. Họ không có làm trực tiếp trong lúc đang có tranh cãi bầu cử. Cái đó là cái gì các bạn? Thái độ chính trị đó. Họ không muốn là bị xem là gọi là là sử dụng quyền lực của mình để xen vào bầu cử chính trị. Do đó, thường thường là họ điều tra sau khi có kết quả bầu cử, rồi những ai phạm tội thì họ moi ra, họ điều tra xong họ truy tố là sau bầu cử nha các bạn nha ok rồi tiếp tục à... wow lướt qua những cái à, khác đi à... thư ký kiểm phiếu bầu cử có thể kiểm tra chéo nhau gồm cổ đảng cộng hòa dân chủ và đối lập sao gian lận à, có thể được tại vì sao họ gian lận nhiều kiểu lắm đó các bạn thấy không họ đuổi mọi người về hết họ nói hết kiểm phiếu rồi đi về đi thì tất cả mọi người đi về rồi cái nửa đêm đó, nó nó kiểm phiếu ai kiếm được nó ai kiểm được nó đây và thứ hai nữa là gì khi vô kiểm phiếu nó bắt đứng xa mười mấy feet làm sao thấy được cái chữ ký bây giờ ai đứng xa mười feet coi giùm tôi một cách, cái cái tờ giấy có chút xíu à rồi làm sao nhìn được cái, cái cái chữ ký đây nó không cho giám sát rồi nó muốn làm sao nó làm thay vì như người ta đặt camera thâu hình vô nó không cho nó phản đối nó nói là vi phạm quyền tư ẩn của nó không cho phép quay hình rồi cái đứng xa vậy làm sao kiểm phiếu được đây rồi chưa kể những cái trò khác nữa. Nhiều trò lắm các bạn. Nha. Ok. Rồi tiếp tục. Wow. Hạ viện thượng viện bằng nhau 50-50. Hạ viện không có thể nào 50-50 được hết á. Ok. Thượng viện thì có. Thượng viện 50-50 thì phó tổng thống là người quyết định. Ok. Còn hạ viện làm sao 50-50. Hạ viện tới 5, 50... 5. Hạ viện tới 435 ghế lận. Làm sao có chủ dụng 50-50 đây. Thượng viện thì 100 ghế. Thì 50-50 đúng. Và cái người quyết định là phó tổng thống, là chủ tịch của thường viện, ok. Còn hạ viện làm sao 50-50 được, ok. Rồi tiếp tục. à Rồi nha các bạn, ai mà nhắc tên người khác trong đây bị block ráng chịu nha, ok, tôi đã nói trước rồi đó, ok. Các bạn đã bị, tôi đã nói trước rồi, thằng em tôi nó khó lắm. Quý vị vô đây quảng bá cho mấy cái thằng, mấy cái channel khác á, là dù quý vị bạn quảng bá cho nó bằng cách chửi nó, thì quý vị vẫn bị block như thường, nha, ok. Rồi tiếp tục à, lướt qua những cái đi uh, <laughs> nga, ok. Em nghĩ trước ngày một tháng giêng tổng thống trump sẽ viếng thăm đài loan và sẽ uh, nhiều đạo luật gây uh, gây gì hơn rất hơn nữa để cho đảng cộng Đảng trung quốc và tập cận bình không nhịn nổi. Có thể đó là chiến lược của tổng thống trump tức là ông tự tay mở chìa khóa của cái hộp Pendura, nhưng ông không mở nắp ra mà ông muốn để cho trung quốc tự tay mở nắp. Ông chỉ bật cái chìa khóa thôi thì có thể ổng sẽ đi cái chiến lược này đó các bạn nha ok rồi tiếp tục à bên à, tội nghiệp quá đi có những người làm bị block mà không biết mình tại sao bị block thì các bạn tự hiểu rồi đó nha ok rồi à lướt qua những cái tổng à, vaccine không có là con vị gì hi cả ok tôi nói các bạn rồi đừng có coi trọng với cái chuyện đó nếu tổng thống trăm tour hoa kỳ sẽ bị 1.000 năm đô giặt tàu nữa rồi đưa những cái những cái uh, lời nhận định mà không có một cái gì thuyết phục hết thì chấp nhận thì không ai các bạn không thuyết phục được ai hết nếu muốn nói câu đó thì đưa ra cái lời thuyết phục đi chứ đừng có nói khơi khơi nha các bạn rồi ok uh, một câu cuối cùng tổng tổng trăm đắc cử nhiệm kỳ 2 thì con virus vũ hán cũng chết theo vì không còn gì để nói nữa lúc đó sẽ chết vì cúm và ung thư rõ ràng hơn không bị chính trị hóa <laughs> bây giờ ai chết cũng ai chết bệnh gì nó cũng trói vô COVID với khách ai chết bệnh gì nó cũng nói là do covid hết á ok các bạn đó là cái cách của đại dân chủ họ chính trị hóa con siêu vi khuẩn này họ sử dụng con siêu vi khuẩn này để họ đạt cái quyền lợi chính trị nó chả là con khỉ gì hết ok tôi đi roly hai lần mỗi một lần tôi gặp các ngàn người đó tôi có bị gì không vợ tôi nè có bị gì không rất là rõ ràng tôi tôi không có bị gì hết á tôi gặp cả ngàn người mà quý vị bị... mỗi một nơi tôi đứng gần cả tiếng đồng hồ cho người ta chụp hình đủ đủ loại người tới chụp hình với tôi hết á mà mỗi lần chụp hình tôi kêu tháo cái mát ra để chụp hình chứ chụp hình mà che mắt lại biết ai lại mà có bị gì đâu các bạn tôi gặp cả ngàn người đó ở dc đó cái chỗ mà nó nói là báo động bây giờ chết nhiều người lắm đó ok nhìn cho rõ cục diện đi các bạn ok rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều 15.718 người đang coi bên Youtube Và 4.700 người đang coi bên Facebook Con số rất là kích lệ cho buổi tối ngày hôm nay Phong sẽ trở lại cùng tất cả mọi người Trong chương trình Tán Gẫu sáng thứ bảy 7 giờ sáng mai Ngày mai là cái sân tự do Để quý vị có thể có những cái ý kiến ngoài chủ đề tin tức Thì chúng ta có thể cùng nhau thảo luận Cảm ơn tà, sự đóng góp của ý kiến của tất cả mọi người Một nửa tôi nhắc lại Đừng nhắc những đài khác ở trong cái channel của tôi Thằng à, em tôi nó khó lắm Tôi ngồi tôi nói chuyện với quý vị còn nó nó ngồi nó block không à Nói cà chớn nó block Dùng từ cà chớn nó block Rồi á quảng cáo cho những thằng khác Ở trong channel của tôi nó block luôn Ok đáng chịu Cảm ơn các bạn Chúng ta gặp lại sau Bye bye